Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece Channel Shonen Action. Tuần này chương 1065 sẽ bị hoãn, không ra mắt bởi vì đây là kỳ nghỉ định kỳ của tác giả. Mặc dù chương 1065 còn một tuần nữa mới ra mắt, nhưng những người hâm mộ như chúng ta vẫn không ngừng bàn luận về những gì có thể xảy ra trong chương tiếp theo. Một trong những chủ đề mà chúng ta quan tâm và bàn luận là về cuộc chiến giữa Tứ Hoàng Râu Đen và Law. Diễn biến trận chiến những chương gần đây thì chúng ta hầu như đã biết, kể từ One Piece chương 1063, băng hải tặc Hurt đã bị phục kích và băng Râu Đen đã tấn công băng Law một cách áp đảo. Cho đến chương này, chúng ta mới thấy băng hải tặc của Law đã thực sự phản công dữ dội nhờ vào ưu thế thủy chiến. Ngay cả Law cũng gây bất ngờ cho Râu Đen khi thể hiện sức mạnh tuyệt đối của trái ác quỷ. Chương 1064 cũng gợi nhớ đến điểm yếu chính của những người ăn trái ác quỷ, đó là họ sẽ mất đi khả năng bơi, nên nước sẽ là điểm yếu chung. Băng hải tặc Râu Đen đều ăn những trái ác quỷ mạnh, nhưng bây giờ băng hải tặc này phải vật lộn trong trận chiến trên biển. Pengu và Sakchi đã có thể tung ra các đòn tấn công bất ngờ vào tàu của Râu Đen, khiến cho chúng phải hoảng sợ. Nhưng Râu Đen thì không muốn rút lui, hắn ta muốn quyết tử với Law để hoàn thành kế hoạch. Mặc dù Law đang áp đảo ở trong chương 1064, nhưng trong chương sắp tới, có vẻ như cơ hội chiến thắng của Law đã không còn nữa, dựa trên những gợi ý về chương 1065 được tiết lộ. Vậy thì điều gì đã trở thành lý do khiến cơ hội chiến thắng của Law biến mất? Trên Twitter thì tài khoản của người biên tập cho chương 1065 đã viết rằng: "Các hoàng đế là những người trị vì biển cả, sự cố lớn lao nào đã xảy ra?" Trong cốt truyện hiện tại, Tứ Hoàng hiện giờ đang hoạt động gần đây đó chính là Buggy và Râu Đen. Buggy hiện giờ đang ẩn nấp ở tổ chức Crossguy để làm bình phong cho cá sấu và Mihawk, trong khi Râu Đen đang tích cực chiến đấu với Law ở hòn đảo của người chiến thắng. Mặc dù Crossguy là một tổ chức thú vị, nguy hiểm và có tầm ảnh hưởng, nhưng có vẻ như tác giả Oda đã kết thúc vai trò của họ trong câu chuyện, nên họ sẽ tạm thời không xuất hiện. Chính vì vậy, gợi ý về chương 1065 của biên tập viên có thể nói về những gì đã xảy ra ở cuộc chiến giữa Law và Râu Đen. Ở phần cuối chương 1064, dường như cho thấy rằng Râu Đen đã chuẩn bị khởi động một cuộc chiến tấn công mạnh mẽ vào Law. Nếu nói về sự bất ngờ trong chương 1065, thì có thể ám chỉ sự thất bại của Law. Râu Đen đánh bại Law bằng cách nào? Một cách mà Râu Đen có thể làm để đánh bại Law là tận dụng sự kỳ lạ trong cơ thể hắn ta. Như chúng ta biết, Râu Đen có cấu tạo cơ thể rất kỳ lạ và khác hẳn những con người bình thường. Điều này thậm chí còn được xác nhận bởi Marco trước đó. Râu Đen vẫn còn là một bí ẩn rất lớn cho đến hiện tại. Tác giả Oda vẫn chưa cung cấp thông tin rõ ràng về sự kỳ lạ trong cơ thể của Râu Đen ngoài những manh mối khác nhau. Ví dụ, Râu Đen đã không thể ngủ trong 3 ngày liền. Cơ thể kỳ lạ này có thể là cách hắn ta đánh bại Law. Chương 1064 cho thấy Râu Đen vẫn có thể sống sót sau cuộc tấn công của Law. Đó là một trong những đòn đánh thức tỉnh mạnh nhất của anh ta, đã khiến Big Mom bị thương. Râu Đen có thể sẽ lợi dụng cơ thể trâu bò của mình tìm ra thời điểm thích hợp để đánh bại hoặc hạ gục Law. Sau khi khoảnh khắc này xảy ra, không phải là không thể có những điều mới mẻ mà tác giả Oda sẽ trình bày. Ví dụ, chúng ta sẽ xem các nhân cách khác nhau của Râu Đen thể hiện như thế nào, hoặc cũng có thể là chúng ta sẽ thấy những đặc điểm khác biệt của cơ thể Râu Đen mà Oda chưa từng trình bày. Hoặc một trường hợp khác đó là khả năng thức tỉnh trái ác quỷ. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết được rằng liệu Râu Đen đã thành công trong việc đánh thức sức mạnh của trái ác quỷ của mình hay chưa. Tuy nhiên, nhiều giả thuyết cho rằng hắn ta đã thành công khi làm như vậy. Nhưng cho đến khi Oda đã xác nhận điều này, chúng ta mới chỉ biết rằng Râu Đen vẫn đang sử dụng sức mạnh cơ bản của trái Yami Yami và cả Gura Gura. Nhưng nếu Râu Đen đánh bại được Law thì cuối cùng hắn ta có thể hoàn thành mục đích đánh cắp bản sao Road Bunny Clip của Law, giúp cho Râu Đen tiến thêm một bước nữa tới Locktail. Ngoài việc đánh cắp một bản sao của Road Bunny Clip, thất bại của Law cũng có thể khiến anh ta bị đánh cắp trái ác quỷ OPOP nếu không có ai đến ngăn chặn. Nếu vậy, điều đó có nghĩa là Râu Đen có thể tiếp cận một trong những năng lực của trái ác quỷ mạnh nhất trong truyện. Giả sử hắn ta thành công lấy được thêm trái OPOP, có nghĩa là hắn ta sẽ là một nhân vật bất khả chiến bại. Luffy tất nhiên sẽ rất khó khăn khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối của Râu Đen, nhưng chắc chắn điều này cũng tạo ra một diễn biến thú vị và hoành tráng ở cuối bộ truyện. Ngoài ra, nếu Râu Đen lấy được trái OPOP thì còn một tác dụng khác nữa. Đó là trái này có liên quan đến kho báu của Marineford mà Doflamingo đã tiết lộ lần đầu tiên trong phần Red Rosa. Mặc dù thì chúng ta không hoàn toàn biết kho báu đó là gì hoặc làm thế nào sử dụng trái OPOP để có được kho báu đó, nhưng chắc chắn nó sẽ trở thành một điểm cốt truyện quan trọng vào cuối bộ truyện. Râu Đen có thể sử dụng kho báu nói trên vào mục đích của hắn ta. Đừng quên rằng hắn ta là một người rất thích đọc lịch sử và khảo cổ, nên có thể hắn biết chuyện kho báu. Vậy thì Luffy sẽ làm gì nếu việc Law bị hạ gục thực sự xảy ra? Chúng ta hãy chờ đợi các tiết lộ mới nhất về chương 1065. Khi nào có tin tức, mình sẽ cập nhật cho các bạn sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.